Do dịch COVID-19 bùng phát mạnh nên từ ngày 2 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh đã cho toàn bộ học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng dịch. Và để đảm bảo kiến thức cho học sinh cũng như là chương trình học của năm, các trường cũng đã đồng loạt tái khởi động dạy học trực tuyến. Do dịch COVID-19 bùng phát mạnh trở lại, dù tình hình dịch tại thành phố Hồ Chí Minh đang được kiểm soát, nhưng nguy cơ lây nhiễm vẫn rất cao. Việc thành phố cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng dịch được các phụ huynh ủng hộ. Tuy có phần bị động về thời gian, kế hoạch gia đình, song các phụ huynh cũng yên tâm khi con em ở nhà học trực tuyến với thầy cô. Gia đình chúng tôi cũng đã có một cái sự chuẩn bị cũng rất là chu đáo theo cái sự hướng dẫn của trường. Thì việc các con học online thì cũng đã có kinh nghiệm rồi. Đa phần là các phụ huynh thì cũng đều chủ động trong cái việc là cho các con sử dụng thiết bị để học online. Cùng với việc tập trung các điều kiện hạ tầng, công nghệ, tổ chức tốt việc dạy học trực tuyến, các nhà trường cũng tăng cường công tác phòng chống dịch tại trường, cả trong thời gian học sinh nghỉ học lẫn chuẩn bị sẵn sàng cho học sinh đi học trở lại sau Tết. Nhà trường cũng đang tiến hành là khử khuẩn toàn trường, rồi bên cạnh đó thì cũng là cho nhân viên y tế là rà soát cái việc mà kiểm soát cán bộ, giáo viên, công nhân viên trước và sau Tết Nguyên Đán. Vừa mới thông báo nghỉ thì chúng tôi cũng đã yêu cầu là cũng sát khuẩn nhà trường và vệ sinh tất cả các cái phòng ốc, và sau Tết mà vào trở lại thì chúng tôi cũng sẽ tiến hành phun khử khuẩn và tiếp tục là sát khuẩn trên từng lớp học cũng như là từng những cái vật dụng cần thiết đối với học sinh. Mặc dù chỉ còn vài ngày nữa là học sinh được nghỉ Tết, thế nhưng trong những ngày này, thầy và trò tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn cùng nhau ôn luyện, trang bị, tiếp thu kiến thức qua từng bài giảng online, từng tiết học trực tuyến để đảm bảo chương trình của năm học 2020-2021.